phức tạp quá, làm sao để ghi nhớ và dễ hiểu hơn nhỉ? Trước tiên chúng ta cùng tổng quan về thành phần tham gia quá trình dịch mã nhé. Đây là ANA thông tin, cấu trúc mạch thẳng. Bộ ba mở đầu là AUG, bộ ba kết thúc là UAG, UGA hoặc UAA. Ở tế bào nhân thực, ANA thông tin sau khi được chế biến sẽ qua lỗ nhân ra ngoài tế bào chất. Quá trình dịch mã sẽ diễn ra ở đây. Ngoài các bào quan, trong tế bào chất có các amino acid tự do và các ANA vận chuyển hình tràng chữ T. Nhờ enzyme đặc hiệu, hai thành phần này được hoạt hóa với nhau tạo phức AATANA. ANA ribosome kết hợp với protein gồm hai tiểu đơn vị lớn và tiểu đơn vị bé. Quá trình tổng hợp một chuỗi polypeptide bao gồm 3 bước: mở đầu, tiểu đơn vị bé của ribosome gắn vào ANA thông tin và di chuyển đến bộ ba mở đầu AUG, phức hợp mở đầu tiến vào, đổi mã OAX khớp với mã mở đầu AUG trên ANA thông tin theo nguyên tắc bổ sung, sau đó tiểu đơn vị lớn gắn vào tạo ribosome hoàn chỉnh. Kéo dài chuỗi polypeptide, phức hợp thứ nhất tiến vào ribosome, sau khi khớp mã, một liên kết peptide được hình thành giữa acid amin mở đầu và acid amin thứ nhất. Ribosome chuyển dịch sang bộ ba thứ hai, ANA vận chuyển của acid amin mở đầu được giải phóng. Phức hợp thứ hai tiến vào, sau khi khớp mã, hình thành liên kết peptide giữa acid amin thứ hai và acid amin thứ nhất. Ribosome chuyển dịch đến bộ ba thứ ba, ANA vận chuyển của acid amin thứ nhất được giải phóng. Tương tự, quá trình sẽ tiếp tục tiếp diễn đến khi ribosome tiếp xúc với bộ ba tiếp giáp với bộ ba kết thúc trên ANA thông tin. Sau khi ribosome chuyển dịch sang bộ ba kết thúc thì ngừng quá trình dịch mã, hai tiểu phần ribosome tách nhau ra. Một enzyme đặc hiệu sẽ loại bỏ acid amin mở đầu và giải phóng chuỗi polypeptide, quá trình dịch mã hoàn tất. Trong dịch mã, ANA thông tin từ không gắn với từng ribosome riêng rẽ mà đồng thời gắn với một chuỗi các ribosome gọi là polyribosome hay polysome, giúp tăng hiệu suất tổng hợp protein. Hãy cùng liên tưởng quá trình dịch mã với quá trình sản xuất protein của nhà máy ribosome nhé. Đoạn ANA thông tin là đường ray, các ANA vận chuyển là các xe hàng và amino acid kết hợp là các gói hàng rồi. ANA vận chuyển mang acid amin như các xe chở hàng đến vị trí xuất mã. Quá trình sản xuất bắt đầu khi bộ ba đối mã trên xe là UAX khớp mã với bộ ba mở đầu trên trạm soát là AUG. Sau khi khớp mã, xe hàng rời khỏi trạm soát. Cùng lúc đó, trạm soát trường một mã bộ ba, xe hàng tiếp theo lúc này đã vào được vị trí trạm soát. Quá trình soát mã nhận hàng diễn ra liên tục cho đến khi trạm soát di chuyển đến vị trí có tín hiệu của mã bộ ba kết thúc. Lúc này trạm soát ngừng hoạt động. Các gói hàng liên kết được dồn vào một kho protein. Kho hàng này sẽ được di chuyển đến nơi thực hiện chức năng sau khi được loại bỏ thùng hàng đầu tiên.